thử tiếng khác nha. Tiếng mèo qua. Rồi tiếng qua gọi là tiếng mèo. Tiếng mèo này đó, các bạn thấy không, nó cũng đâu có phải là dở hơn cái hộp GT100 đâu. Mà GT10 cũng có tiếng này, cũng sạch như nhau hết. Nhưng mà đặc biệt cái thằng này thì nó hộp nó rất nhỏ, giá tiền cũng hơi nhỏ. Có thể các bạn vợ đi show thay cho cục ốc tao sau này. Đôi khi các bạn đi chỗ nào mà gọn á, chỉ cần cái hộp này là đủ rồi. Tức là nếu mà xài thành GT1 thì chỉ cần sách cái đờn thôi. Sách cái đờn, bỏ này vô trong cái bao đờn luôn. Được cái nữa là GT1 nó có một cái hơn mấy thằng kia, nó là nó xài được pin. Đúng rồi. Vừa xài laptop vừa xài được pin à. GT1 này nó vẫn xài được tăng dê, tức là các bạn xuống tông lên tông vẫn được. Mình cho anh thử cái đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.